Xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, theo ghi nhận tại các điểm giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, hôm qua lượng khách hàng đến giao dịch đã giảm hẳn so với ngày cuối tuần vừa qua. Tình hình chi trả ở các điểm giao dịch vẫn diễn ra bình thường, cũng có một số khách hàng tiếp tục gửi tiền khi tới đáo hạn sổ tiết kiệm tại ngân hàng này. Bữa mình đi rút tiền á thì mình thấy khách hàng cũng đông và cũng có một số thông tin. Thì sau đó mình đem tiền về, mình quyết định mình không gửi, mình đem tiền về. Mình xem thời sự trên TV này kia rồi đó. Thì mình thấy bên ngân hàng nhà nước cũng như ngân hàng thành phố và kể cả bản thân SCB nữa thì cũng có những cái luồng thông tin chính thức đảm bảo cái quyền lợi cho người gửi tiền. Cho nên mình quyết định mình gửi lại, chứ mình để ở nhà mình cũng không yên tâm lắm. Cái thứ nhất là mình tin tưởng, cái thứ hai nữa là nó có cái mức lãi suất mới. Cho nên là từ xưa giờ mình gửi đây mình thấy rất là an tâm, cho nên là chẳng có lý do gì mà bây giờ lãi suất tăng mà mình lại không gửi. Ngân hàng SCB cũng luôn đưa ra cam kết có đầy đủ giải pháp nguồn lực để đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền, cũng như quyền và lợi ích của các đối tác và khách hàng của SCB theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng rất mong là người dân hết sức bình tĩnh, tỉnh táo. Bởi vì khi người dân, khách hàng đến rút tiền, gửi tiết kiệm trước hạn sẽ bị thiệt thòi rất là lớn vì cái khoản tiền lãi không kỳ hạn nó rất thấp so với lại cái tiền lãi có kỳ hạn. Và chúng tôi đã khẳng định là các quý khách hàng đã đồng hành, đã tin tưởng, đã ủng hộ SCB trong một thời gian rất dài vừa qua thì các anh chị cũng hiểu rõ là hoạt động của SCB đang diễn ra rất là bình thường, thanh khoản của chúng tôi ổn định, đầy đủ, đủ khả năng đáp ứng các cái nhu cầu thanh toán của khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, ở Việt Nam từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB, thì đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp. Nên người gửi tiền ở SCB cần hết sức bình tĩnh, không nên rút tiền, nhất là rút trước hạn để đảm bảo quyền lợi của chính mình. Chúng tôi nhận thấy là ngoài hiện tượng người dân rút tiền có đông hơn các ngày bình thường, thì hoạt động ngân hàng SCB vẫn ổn định, thông suốt. Và chúng tôi cũng yêu cầu ngân hàng SCB báo cáo đầy đủ các cái nội dung hoạt động liên quan. Và chúng tôi tiếp tục có các cái giải pháp để hỗ trợ ngân hàng SCB hoạt động tiếp tục được ổn định, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người gửi tiền. Hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngân hàng SCB hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản. Đến chiều hôm qua, số lượng cửa hàng xăng dầu không còn xăng để bán tiếp tục tăng, tập trung nhiều tại thành phố Thủ Đức, quận 12 và rải rác hầu hết khắp các quận huyện. Quản lý thị trường Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng thanh kiểm tra, đề ra các giải pháp. Thưa quý vị, hết xăng còn dầu là dòng thông báo mà rất nhiều cửa hàng xăng dầu đang phải niêm yết hiện nay. Ghi nhận tại cửa hàng xăng dầu số 8 ở địa chỉ 135 đường Nở Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, thì mặc dù cửa hàng xăng dầu đã chủ động đặt xăng từ ngày 7 tháng 10, tuy nhiên do vấn đề vận chuyển nên xăng sẽ phải về trễ hơn dự kiến. Cửa hàng vẫn đang đợi xe bồn đến để có thể tiếp tục bán xăng cho người dân. Lo chứ chị, tại vì công việc ngày nào cũng đi làm, mà xe thì phương tiện để mình đi làm, không có xăng thì lấy xăng đâu mình đi làm. Tối hôm qua là bên cửa hàng của mình là hết xăng đúng không? Đúng rồi. Hết xăng ron 953 đúng không? Đúng rồi. Mà anh đã đặt mua từ ngày 7 rồi mà giờ hiện tại là chưa có hàng, chưa về. Không có về. Bây giờ là đang về chưa? Về một chuyến là đang ngay đang về. Nhu cầu mình bán ra, mình xem cái bán là sức chứa của bồn thì mình sẽ tiến hành đặt hàng. Đấy. Thí dụ lượng bán ra một ngày có đột biến thì mình lại cứ đặt cao lên, đặt dày hơn, hết cục bộ nó nhiều quá, cái khách nó dồn, cái đông ra cái xăng này nó bị hụt hàng. Thành phố Hồ Chí Minh có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 60 thương nhân phân phối, 1 thương nhân làm tổng đại lý, 29 đại lý bán lẻ, 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Nhìn chung tình hình kinh doanh xăng dầu những ngày đầu tháng 10 tương đối ổn định, tuy nhiên tình hình thiếu nguồn xăng dẫn đến phát sinh một số cửa hàng không còn xăng để bán. Hiện tại có 121 trên 550 cửa hàng không còn xăng. Các cửa hàng có đăng ký mua xăng nhưng đơn vị cung cấp cũng thiếu hoặc không còn xăng để cung cấp. Các cửa hàng còn xăng vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu của người dân, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết.
Đến thời điểm này, thành phố có 5 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động và 121 cửa hàng tạm hết xăng dầu. Số cửa hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng hoạt động hoặc là hoạt động gián đoạn đó thì chủ yếu là các cái cửa hàng của doanh nghiệp nhỏ lẻ, mỗi doanh nghiệp 1-2 cái cửa hàng và nó không phải là cái doanh nghiệp chuỗi. Và như vậy thì chúng ta thấy là đánh giá rằng đây là cũng lý do khách quan là với cái chi phí như vậy thì cái hoạt động của các doanh nghiệp họ rất là khó khi mà nếu mà họ không có nguồn lực để mà họ có thể điều chỉnh cân đối các cái khoản chi phí. Cũng như là cái hệ thống dự trữ của họ tốt thì cái nguồn cung vẫn đảm bảo. Vấn đề còn lại hiện nay là chúng ta phải hỗ trợ về phía cơ quan quản lý nhà nước là cho hỗ trợ cho cái việc mà vận chuyển cung ứng xăng dầu này nó kịp thời. Cửa hàng mà đóng cửa thì bắt buộc là phải có ý kiến chấp thuận của Sở Công Thương. Trong trường hợp mà nếu mà chưa có ý kiến chấp thuận đó, thì sẽ phải có khả năng là sẽ bị xem xét và xử lý. Cơ quan quản lý thị trường rồi Ủy ban Nhân dân quận huyện hiện nay là theo sát tình hình này, bất cứ cửa hàng nào bán nhỏ giọt hoặc là đóng cửa vân vân báo rằng hết hàng là đều có kiểm tra hết và kiểm tra cả cái lượng xăng dự trữ tại cửa hàng cũng như là kiểm tra hợp đồng mua bán để xem là họ có mua, có đăng ký mua không, rồi có thực sự có khó khăn, có vướng mắc trong cái chuyện là đối với cái nguồn cung không. Kính thưa quý vị, theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố hiện chỉ có 124 doanh nghiệp thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ với tổng số vốn là 4.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mới chi được 30,7%. Điều đó có nghĩa là hơn 3.000 tỷ đồng dành riêng cho đổi mới sáng tạo đang trở thành gánh nặng giữ tiền chứ không phải là động lực cho sự phát triển. Vì sao có tiền nhưng không dùng được? Phóng viên HTV đã ghi nhận ý kiến của những người trong cuộc. Tiền đã trích nhưng trình tự, thủ tục giải ngân và nội dung chi của Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ quy định trong thông tư 12 rất rườm rà. Đây chính là lý do khiến doanh nghiệp ngoài nhà nước không mặn mà với quỹ này. Doanh nghiệp nghĩ rằng là rất là khó khăn, đấy, nên là cũng tiêu tiền xong lại không được quyết toán, xong là lại phải bị tất toán lại thì nó đâm ra là họ ngại. Nên là thành ra là cái việc sử dụng cái quỹ nghiên cứu học kỹ thuật hiện nay là đang còn ở cái mức độ nó rất là khiêm tốn. Hiện trong hơn 1.300 tỷ đồng đã chi, chỉ có 9% dành cho hoạt động nghiên cứu phát triển đề tài, chưa đi vào các dự án ứng dụng công nghệ xứng tầm. Vướng mắc phần nhiều là do doanh nghiệp thiếu thông tin. Chưa biết được cái quá trình mà từ khi mình trích lập cho đến khi mà mình quyết toán một cái dự án theo cái việc mà sử dụng quỹ nó như thế nào. Cũng muốn tới đây để làm sao để tái khởi động lại cái quỹ này để đầu tư vô một số cái dự án liên quan đến cái vấn đề chuyển đổi số. Vấn đề mà các doanh nghiệp đang vướng đó là họ không biết là còn phải chi vào đâu cho những trong đối với cái quỹ này, và đồng thời là còn nhiều các thủ tục về rườm rà, ví dụ như thành lập hội đồng khoa học vân vân. Đối với phần chuyển đổi số thì nó chưa rõ ràng trong cái thông tư 12/2016. Theo quy định, trong 5 năm, doanh nghiệp phải sử dụng ít nhất 70% quỹ. Nếu sử dụng dưới tỷ lệ này, doanh nghiệp phải nộp lại vào quỹ phát triển khoa học công nghệ địa phương hoặc tính thuế thu nhập doanh nghiệp phần chưa sử dụng. Có thể thấy nguồn quỹ dự phòng cho phát triển lại trở thành gánh nặng của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ và công nghệ số thì thường thường là họ đưa khoảng từ 3% đến 5% doanh thu đấy, trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đấy là những cái doanh nghiệp mà có một cái quỹ để mà phục vụ cho cái câu chuyện đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số. Còn đối với lại doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay thì tôi cho rằng là một cái phương pháp là ứng dụng phương án là sử dụng phần mềm cho thuê. Tức là trên cái câu chuyện là mình dùng đến đâu thì mình thuê đến đó. Nghị định 05 cũng đã giải quyết được toàn bộ các hoạt động, những cái vấn đề mà liên quan đến phần mà xây dựng, thành lập quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp, cũng như là đặc biệt là trong cái phần mà chi cho cái phần chuyển đổi số. Thì trong đấy cũng có chi cho các phần mềm, phần cứng trong quá trình đào tạo, huấn luyện, cũng như là chi cho cái phần đặc biệt là có cái phần về đầu tư và có cái phần về mua sắm trang thiết bị, và đồng thời là cái phần mà ươm tạo các doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã có cái buổi tập huấn liên tiếp như vậy đối với các doanh nghiệp, và chúng tôi cũng có những cái hoạt động về tư vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi mà họ có những cái vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện xây dựng cái quỹ phát triển khoa học công nghệ. Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng với thông tư 05 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2022, doanh nghiệp có thể dễ dàng chi quỹ cho các dự án chuyển đổi số như mua quyền tác giả, đào tạo, sáng kiến chuyên gia, thử nghiệm, kiểm định công nghệ.
Thưa quý vị, thu hút chuyên gia, nhà khoa học ở các lĩnh vực mà thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu phát triển cũng là nội dung quan trọng trong mục tiêu đổi mới sáng tạo của thành phố. Tuy nhiên, 10 năm qua, dù đã đầu tư nhiều công sức lẫn kinh phí, nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Ghi nhận của phóng viên HTV tại hội thảo chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của thành phố thời gian qua và định hướng trong thời gian tới do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức. Dù chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt luôn được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, nhưng thành quả vẫn chưa như mong đợi. Cụ thể, 5 năm qua, thành phố đón được 5 chuyên gia, không có nhà khoa học hay tài năng đặc biệt nào. Thì qua thời gian triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy còn nhiều cái bất cập. Thứ nhất đó là cái chế độ chính sách đãi ngộ nó cũng không phù hợp với lại cái kinh tế thị trường. Thứ hai nữa là cái quy trình để mà thực hiện thì nó cũng quá là phức tạp. Ngoài ra thì thành phố cũng có nhiều các cái hình thức khác để thu hút cái tính chuyên gia trong cái đóng góp xây dựng thành phố. Tuy nhiên là cách thức tổ chức thực hiện thì nó cũng chưa có bài bản. Các cơ chế tài chính, các cái quy định về sử dụng tài sản, các sản phẩm hình thành trong nghiên cứu, nó cũng còn rất là nhiều vướng mắc và bất cập. Thì điều đó làm cho người ta cảm thấy khó mà có thể triển khai được công việc một cách thuận lợi, trơn tru như người ta kỳ vọng. 44 bài tham luận tại hội thảo xoay quanh vấn đề thu hút, quản lý, sử dụng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt. Trong đó, nhiều ý kiến đề xuất thành phố cần đa dạng loại hình hỗ trợ, chú trọng chế độ đãi ngộ, đồng thời xây dựng ngân hàng dữ liệu về chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt là những chuyên gia nước ngoài quan tâm đến Việt Nam. Cái cơ chế làm việc nên thoáng và mở rộng ra nhiều phương thức làm việc khác nhau, không chỉ là làm việc toàn thời gian ở thành phố, mà có thể là làm việc hợp tác từ xa, bán thời gian, miễn làm sao cái công việc nó rõ ràng, cần phải quan tâm đến đội ngũ chuyên gia tại chỗ. Tại vì cho dù có mời chuyên gia có năng lực kinh nghiệm, đãi ngộ cao, nhưng mà một mình chuyên gia không thể giải quyết được các vấn đề của thực tiễn mà cần có một đội ngũ cùng làm việc. Thì nếu mà mình không có chăm lo đến đội ngũ đó, người ta không đủ cái động lực thì cũng sẽ rất khó để đạt được hiệu quả. Quy trình tuyển dụng cũng nên đơn giản hơn, làm sao để cho từ cái thời điểm nhận được cái hồ sơ đăng ký đến lúc có quyết định tuyển dụng chuyên gia, thu hút chuyên gia thì cái thời gian ngắn nhất. Tôi nghĩ Thành phố Hồ Chí Minh nên có những cái chương trình hồi tụ các cái chuyên gia, đặc biệt là những cái chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài có cái điều kiện trước hết để cho họ trở về và có cái cơ hội để trao đổi cái nhu cầu giữa những cái người ở nước ngoài và những cái doanh nghiệp, những cái đại học ở trong nước. Để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và đa lĩnh vực, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cần thiết kế mô hình đổi mới sáng tạo với đầy đủ quy trình, môi trường làm việc, chính sách, cơ chế tài chính đặc thù có tính đột phá dành cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt cần chú trọng đội ngũ tài năng trẻ trong nước, đầu tư xứng đáng về cơ sở vật chất, ngân sách nghiên cứu khoa học, phát triển văn hóa, thể thao, tạo môi trường thu hút và giữ chân người tài. Tin thế giới, ngày 10 tháng 10, Ủy ban chuyên gia về năng lượng của Đức đã đề xuất kế hoạch trợ giá khí đốt cho người tiêu dùng. Kế hoạch này có hai giai đoạn, bao gồm cơ chế thanh toán một lần trong năm nay và giảm giá từ tháng 3 năm sau. Trong giai đoạn 1, chính phủ cho phép các hộ gia đình và doanh nghiệp thanh toán một lần, tương đương với hóa đơn khí đốt của một tháng trong năm nay. Cơ chế thanh toán một lần sẽ được thực hiện vào tháng 12 tới đây. Trong giai đoạn 2, chính phủ có thể trợ giá 80% lượng khí đốt tiêu thụ dự kiến, 20% còn lại người tiêu dùng phải trả theo giá thị trường. Giá khí đốt được trợ giá sẽ giảm xuống còn 12 xu 1 kWh. Giai đoạn 2 được thực hiện từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024. Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ được chi trả thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro mà chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz công bố hồi cuối tháng trước nhằm giảm bớt tác động của tình trạng giá năng lượng tăng cao ở Đức. Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tin rằng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ được gia hạn, thậm chí là mở rộng bất chấp việc leo thang trong chiến sự Nga-Ukraine những ngày gần đây. Phát biểu trong cuộc họp ngày 10 tháng 10, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ông Martin Griffiths nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngũ cốc Ukraine cần kéo dài hơn nữa, ít nhất là tới vụ mùa sau. Tôi khá tin tưởng rằng thỏa thuận ngũ cốc sẽ được gia hạn. Thỏa thuận này cần vượt qua chu kỳ 4 tháng.
chúng ta cần phải gia hạn thỏa thuận trong một năm, thậm chí là kéo dài sang vụ mùa tiếp theo. Ông Griffiths và quan chức về vấn đề thương mại của Liên Hợp Quốc sẽ tới Moscow vào cuối tháng này để thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc với các quan chức Nga. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian được ký kết vào tháng 7. Thỏa thuận đã mở đường cho việc xuất khẩu hơn 6 triệu tấn ngũ cốc và lương thực từ các cảng của Ukraine ở Biển Đen đến các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, thỏa thuận này có khả năng sẽ kết thúc vào cuối tháng 11 tới nếu không được gia hạn. Iran sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào công việc nội bộ và sẽ đáp trả nếu các biện pháp trừng phạt mới được áp dụng đối với nước này. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran sau nhiều tuần bị quốc tế lên án về việc đàn áp các cuộc biểu tình. Ngày 6 tháng 10 vừa qua, Mỹ đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức chính phủ Iran. Đức đang kêu gọi các nước Liên minh châu Âu cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đối với các quan chức Iran mà Đức cho là chịu trách nhiệm trong những vụ đàn áp người biểu tình. Iran đang sục sôi vì các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng sau cái chết của cô gái trẻ tên Mahsa Amini. Cô gái này bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ vì vi phạm quy định ăn mặc và đã tử vong khi đang bị giam giữ. Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử tên lửa với tần suất kỷ lục trong những tháng gần đây. Điển hình nhất là vụ phóng tên lửa lần thứ 7 diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Còn Liên minh quân sự Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Mỹ cũng thể hiện thái độ cứng rắn. Tất cả những diễn biến này đã khiến cho tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á tăng nhiệt lên mức báo động. Nhiều chuyên gia lo ngại sự căng thẳng này có nguy cơ bùng phát thành chạy đua vũ trang trong khu vực. Hãy cùng làm rõ các vấn đề này trong một Nhìn ra thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, Hội đồng An ninh Quốc gia NSC của Hàn Quốc ngày 9 tháng 10 đã lên án mạnh mẽ vụ phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên về phía vùng biển phía đông nước này trước đó cùng ngày. NSC nhấn mạnh rằng động thái của Triều Tiên là một hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã được thông báo ngay sau vụ phóng tên lửa nói trên và NSC đã tổ chức một cuộc họp do Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Soo-han chủ trì. Vụ phóng tên lửa vào sáng ngày 9 tháng 10 của Triều Tiên là vụ thử tên lửa lần thứ 7 của nước này trong vòng chưa đầy 2 tuần. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, cả hai tên lửa đều đạt độ cao 100 km và tầm bắn là 350 km. Chúng tôi hiện đang điều tra xem loại tên lửa nào đã được Triều Tiên phóng, bao gồm cả khả năng chúng là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM. Những hành động này của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản, khu vực và cộng đồng quốc tế, và nó hoàn toàn không thể dung thứ được. Phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp giao ban thường kỳ vào sáng 9 tháng 10 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ nên tạo điều kiện để nối lại đối thoại với Triều Tiên. Trung Quốc đã ghi nhận các báo cáo liên quan. Chúng tôi cũng được biết rằng Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tiếp tục tham gia các cuộc tập trận chung, cùng với đó là các phát biểu mới đây của Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể duy trì việc theo đuổi một giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên, giải quyết một cách cân bằng các mối quan tâm của nhau thông qua đối thoại và tham vấn. Mỹ cần hành động đi đôi với lời nói, cho thấy rõ thiện chí của Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Hoa Kỳ cần tạo điều kiện để nối trở lại các cuộc đối thoại có ý nghĩa. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ xác nhận đã biết hai vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và đang tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, đồng thời nhấn mạnh vụ phóng cho thấy bản chất gây bất ổn của chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Năm nay là năm Triều Tiên tiến hành các vụ thử tên lửa ở mức cao kỷ lục với 22 vụ. Các tên lửa được phóng lên ở các cự ly tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Cơ quan Quản lý Hàng không Quốc gia Triều Tiên NAA nêu rõ, hoạt động phóng tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là biện pháp thường lệ và mang tính tự vệ, được lên kế hoạch để bảo vệ an ninh của đất nước và hòa bình khu vực trước những mối đe dọa quân sự trực tiếp từ Mỹ vốn kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ qua. Theo giới quan sát, vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nóng trở lại sau vài năm tương đối yên ổn do chính quyền Mỹ của cựu Tổng thống Donald Trump và chính quyền tiền nhiệm Moon Jae-in của Hàn Quốc theo đuổi chính sách đối thoại. Nhưng giờ đây, cục diện tại Đông Bắc Á đang dần thay đổi khi lãnh đạo mới của Nhật Bản và Hàn Quốc có quan điểm chính sách cứng rắn với Bình Nhưỡng, coi các lệnh trừng phạt quốc tế là công cụ cần thiết để gây sức ép lên Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, số vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày càng tăng cao. Số vụ phóng tên lửa trong năm 2022 là 22 lần,
cao hơn so với lúc căng thẳng liên Triều tăng cao năm 2017 là 17 lần, hay năm 2021 8 lần. Đặc biệt, năm vụ phóng gần đây nhất diễn ra trong chưa đầy 10 ngày qua. Trước việc Triều Tiên thử và phóng tên lửa liên tiếp như vậy, câu hỏi được đặt ra là Triều Tiên đang muốn truyền đạt thông điệp gì? Các vụ phóng tên lửa mới nhất này cho thấy Bình Nhưỡng không còn ngần ngại với sự hiện diện của Mỹ và sức mạnh quân sự của Washington không thể ngăn cản các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Hành động của Triều Tiên cho thấy các nỗ lực như nhóm tư vấn chiến lược săn đe mở rộng EDSCC được Hàn Mỹ triển khai sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Joe Biden đã không tạo ra được bất kỳ sự kiềm chế hiệu quả nào đối với các hành động của Bình Nhưỡng. Triều Tiên muốn chứng tỏ cho Hàn Quốc và Mỹ thấy rằng tàu sân bay hạt nhân của Mỹ không còn là phương tiện hữu hiệu để bảo vệ bán đảo Triều Tiên và Bình Nhưỡng không bị kiềm chế bởi sự xuất hiện của các tàu sân bay Mỹ. Nếu Triều Tiên quyết định kích động chiến tranh, liệu Mỹ có đủ sức bảo vệ bán đảo Triều Tiên đến cùng? Theo các nhà phân tích chính trị nhận định, Mỹ sẽ không bảo vệ được bằng các vụ đánh chặn hạt nhân từ Washington, New York và San Francisco. Đó là một thực tế mà các chiến lược gia người Mỹ cũng từng thừa nhận. Những hành động săn đe quân sự giữa các bên ở Đông Bắc Á là một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Hàn Quốc, Nhật Bản dựa vào ô an ninh của Mỹ với mấy chục nghìn quân đồn trú tại khu vực, thì Triều Tiên cũng coi việc phát triển quân sự, thậm chí tới mức sở hữu vũ khí hạt nhân là đòn bẩy duy nhất để đảm bảo sự tồn tại của mình. Dù Triều Tiên chưa bao giờ công bố số lượng tên lửa họ đang sở hữu, nhưng theo các nguồn tin tình báo phương Tây, Bình Nhưỡng hiện đang sở hữu khoảng 1.000 tên lửa đạn đạo, dù đa phần đều là tầm ngắn, loại có thể bay từ 48 km tới 480 km. Nhưng gần đây, nước này đã thử nghiệm thành công với các loại tên lửa tầm xa, có tầm bắn có thể tới trên 10.000 km. Theo KCNA, 7 vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên đều là tập trận hạt nhân chiến thuật do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và một số nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã lên án loạt phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản của Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga chưa có phản ứng cụ thể sau các hành động mới đây của Triều Tiên là đáng chú ý. Dễ hiểu là cả hai đang có nhiều ưu tiên then chốt. Moscow tập trung giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Bắc Kinh tiếp tục triển khai phòng chống dịch COVID-19 và tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 10. Đại diện Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phản đối đề xuất của Mỹ về họp công khai thảo luận về Triều Tiên, nơi Washington cùng đồng minh có thể chỉ trích Bình Nhưỡng. Các quan chức của Moscow và Bắc Kinh cho rằng các bên nên tập trung thảo luận về hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ từng đề xuất Hội đồng Bảo an cần có các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mạnh hơn, chẳng hạn như giảm lượng dầu Triều Tiên được phép nhập khẩu vì mục đích dân sự từ 4 triệu thùng một năm xuống 2 triệu thùng một năm. Tuy nhiên, những biện pháp do Mỹ đề xuất không được thông qua tại Hội đồng Bảo an bởi vấp phải sự phản đối của hai nước nắm quyền phủ quyết này. Trong bối cảnh đó, tình hình bán đảo Triều Tiên nhiều khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi các bên cần sớm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng tại đây. Mọi diễn biến mới nhất xung quanh vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những kỳ phát sóng tiếp theo. Trở lại với phần tin trong nước, kính thưa quý vị, chiều qua đơn vị khối thi đua 1 thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tham gia thảo luận, các đại biểu cơ bản đồng tình với sự cần thiết ban hành luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng, phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Đồng thời, đồng tình cao với kết cấu bố cục nội dung các chương, điều trong dự thảo luật. Hội nghị góp ý cũng đã phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của các cán bộ công chức người lao động trong khối tham gia góp ý dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ công chức trong tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chuỗi chương trình tư vấn hướng nghiệp cùng bạn chọn nghề cho tương lai năm 2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện đã chính thức khởi động. Năm nay chương trình dự kiến tổ chức ở 100 trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1.500 trường ở các tỉnh thành phố khác với hơn 800.000 học sinh tham dự. Mỗi năm thị trường lao động có những thay đổi mới về ngành nghề lao động. Đặc biệt với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề mới sẽ xuất hiện trong tương lai. Do đó, kinh nghiệm giảng dạy thực tế của các giáo viên, dự báo của các chuyên gia trong lĩnh vực nguồn nhân lực
và thị trường lao động sẽ giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng lựa chọn ngành nghề phù hợp. Hiện nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 200 trường trung học phổ thông. Bên cạnh hình thức hướng nghiệp tại chỗ trực tiếp cho học sinh, chương trình năm nay có thêm nhiều hình thức cung cấp thông tin khác để các em tham khảo, giúp ích cho quá trình lựa chọn nghề nghiệp của mình. Ngày truyền thống luật sư Việt Nam 10 tháng 10 là dịp nhìn nhận sự trưởng thành lớn mạnh của đội ngũ luật sư và tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư tại Việt Nam. Dịp này, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đến cộng đồng. Phiên tòa giả định xử sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được dựa trên vụ án có thật, mâu thuẫn giữa hai học sinh dẫn đến bạo lực thương tích 10%, được tổ chức ngay sau lễ chào cờ đầu tuần tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Sơn Nguyệt Anh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà có những bất đồng xảy ra thì ban đầu em sẽ khuyên bạn, sau đó là nếu mà không được nữa thì em sẽ nhờ giáo viên can thiệp vô và giải quyết những cái vấn đề đó. Các em sẽ biết cách phòng tránh những cái việc bạo lực xảy ra và các em sẽ biết cách biết những cái hậu quả xảy ra và những hình phạt sẽ gánh chịu nếu như có hành vi bạo lực học đường. Từ đó sẽ góp phần cho các em có nhận thức và hiểu biết thêm về mặt pháp luật, giúp cho hạn chế những bạo lực học đường xảy ra giữa các em học sinh trong trường học. Buổi tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân trên địa bàn quận 10 của các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng trăm người đến tư vấn. Với người dân, đây là cơ hội để được các luật sư tư vấn về các vấn đề trong cuộc sống, trong gia đình, trong dạy dỗ chăm sóc con cái, nhất là trong phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, phụ nữ, một vấn đề đang rất được quan tâm hiện nay. Với các luật sư, đây là công việc, là trách nhiệm và cũng là cách tiếp cận để tuyên truyền, để pháp luật đến gần hơn với đời sống người dân. Tôi nghĩ với những kiến thức này tôi phải sẽ về trao đổi thông tin đến các cô giáo trong trường để giúp bảo vệ về cái quyền trẻ em được tốt hơn. Chúng tôi luôn luôn mong muốn rằng chúng tôi sẽ phát triển nhiều hơn nữa và chúng tôi sẽ được mọi người dân cũng như ban ngành đoàn thể yêu quý chúng tôi nhiều hơn và hợp tác với chúng tôi chặt chẽ hơn trong những vấn đề này. Tất cả các luật sư có cái điều kiện, có một chút thành công trong hoạt động điều nghiệp đều bắt đầu bằng cái việc là hoạt động thiện nguyện, cụ thể là hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp luật miễn phí. Và trong quá trình đó thì các luật sư được tôi luyện, được rèn luyện về trình độ chuyên môn cũng như là về cái ý thức, về cái tâm của mình. Thưa quý vị, đối với các luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thì những hoạt động về tư vấn pháp luật miễn phí cho cộng đồng hay là tổ chức những phiên tòa giả định cho các em học sinh đã trở thành những hoạt động thường xuyên và qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi công dân, và đồng thời đội ngũ luật sư cũng góp phần vào việc phát huy quyền dân chủ cơ bản của mỗi công dân, bảo vệ luật pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như là bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân, qua đó phục vụ tích cực cho công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau cũng trong khung giờ từ 6 giờ đến 6:30 trên kênh HTV9. Kính chào tạm biệt.